Đánh giá về sự trỗi dậy mạnh mẽ của Việt Nam hiện nay, Drew Bernstein, một nhà kinh tế nổi tiếng, đã ví đất nước chúng ta như một thỏi nam châm đang cuốn hút các nhà đầu tư toàn cầu. Ông nhận định đây mới chỉ là thời điểm bắt đầu cho một đợt bùng nổ kinh tế của Việt Nam. Để khẳng định vị thế con hổ kinh tế châu Á, Việt Nam ngày nay được đánh giá là một trong những chủ thể quan trọng nhất của thế giới về quan hệ quốc tế, có quan hệ hữu nghị với tất cả các siêu cường hoặc nước lớn. Làm thế nào để Việt Nam thành công đạt được vị trí này? Điều gì đã đưa Việt Nam phát triển vượt bậc, thậm chí là phi thường như hiện nay trên tất cả các lĩnh vực? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng giải đáp câu hỏi này thông qua một bài viết trên trang TaoTiao với tựa đề Việt Nam mạnh đến mức nào? Nhìn vào trình độ thực tế của Việt Nam, hóa ra chúng ta đã đánh giá thấp đất nước này. Vâng, đây là một bài viết của tác giả người Trung Quốc. Người này cho rằng báo chí Trung Quốc trước nay đã đánh giá quá thấp Việt Nam bởi vì đất nước này có sức mạnh không thể coi thường được. Cụ thể thế nào thì mọi người hãy cùng với mình lắng nghe nhé. Tác giả viết thế này: khi tìm hiểu sức mạnh của các nước Đông Nam Á, chúng ta thường tập trung vào những quốc gia nổi tiếng như Thái Lan, Indonesia, nhưng vô tình lại bỏ qua một nước láng giềng có tiềm năng lớn, đó là Việt Nam. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp đất nước đang trỗi dậy này. Đầu tiên hãy nhìn vào lĩnh vực quân sự của Việt Nam. Họ có quân đội đông đảo và mức độ hiện đại hóa tiếp tục tăng lên trong những năm gần đây. Xét về quy mô nhân sự thì quân đội Việt Nam được xếp vào hàng tốt nhất Đông Nam Á. Dù vẫn có khoảng cách so với một số nước lớn, nhưng sức mạnh quân sự của Việt Nam rất đáng chú ý trong khu vực. Đặc biệt là không thể bỏ qua sự trỗi dậy của Hải quân Việt Nam. Trước các tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam không chỉ xây dựng được hạm đội hùng mạnh trên biển, mà năng lực nghiên cứu, phát triển và xây dựng độc lập trong lĩnh vực hàng hải cũng tiếp tục được nâng cao. Điều này đã dần tạo ra tiếng nói của Việt Nam về địa chính trị và trở thành một thế lực không thể bỏ qua trong vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm ở trong lĩnh vực quân sự. Trong những năm gần đây, sự trỗi dậy kinh tế của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã khiến Việt Nam dần trở thành một trong những điểm nóng tại các thị trường mới nổi. Sự phát triển bùng nổ của ngành sản xuất, điện tử và các lĩnh vực khác đã cho phép Việt Nam thu hút lượng lớn đầu tư quốc tế và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các chính sách cải cách kinh tế và mở cửa của Việt Nam đã giành được sự hoan nghênh của quốc tế. Đồng thời, Việt Nam thể hiện thái độ linh hoạt, thực dụng trong hợp tác với các nước láng giềng. Từ ASEAN ra thế giới, Việt Nam đang dần trở thành nền kinh tế có trình độ cao. Ngoài sức mạnh cứng, sức mạnh mềm của Việt Nam cũng rất ấn tượng. Lịch sử lâu đời, văn hóa và phong tục tập quán dân tộc phong phú khiến Việt Nam có sức hấp dẫn độc đáo trên trường quốc tế. Món ăn Việt Nam, văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp tạo thành di sản văn hóa hấp dẫn. Điện ảnh, âm nhạc và các ngành văn hóa khác của Việt Nam cũng đang dần nổi lên, tạo được sự chú ý hơn cho đất nước này trên trường văn hóa quốc tế. Điều này đã giúp Việt Nam có được một vị trí trong giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân. Ở cấp độ ngoại giao, Việt Nam luôn lấy chính sách đối ngoại độc lập làm chủ đạo. Nó luôn tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình và ủng hộ giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, cho phép Việt Nam duy trì sự ổn định tương đối trong các vấn đề quốc tế. Đồng thời, Việt Nam tích cực tham gia hợp tác khu vực, nỗ lực thúc đẩy tiến trình hội nhập nội khối của ASEAN, đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Cuối cùng, điều chúng ta không thể bỏ qua đó là sự phát triển của xã hội Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn cam kết cải thiện sinh kế của người dân, nâng cao trình độ học vấn và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác. Điều này đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Nhìn chung, sức mạnh của Việt Nam vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Dù ở cấp độ quân sự, kinh tế, văn hóa hay ngoại giao, Việt Nam đều đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Sự trỗi dậy của Việt Nam không chỉ có tác động sâu sắc đến các mô hình khu vực và thậm chí toàn cầu, mà còn mang đến cho chúng ta một góc nhìn mới đáng để tìm hiểu. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại hòn ngọc Đông Nam Á này, nhìn thấy tiềm năng và sức sống của nó, đồng thời đưa ra những đánh giá khách quan hơn về Việt Nam. Đó là toàn bộ bài viết trên trang TaoTiao, có thể thấy là tác giả đang muốn thay đổi cái nhìn của người Trung Quốc về Việt Nam. Không như báo chí Trung Quốc thường dè bỉu coi khinh, Việt Nam ngày nay đã trở thành một thế lực trong khu vực trên mọi lĩnh vực. Đầu tiên hãy nói về mặt quân sự. Việt Nam ở vị trí thứ 22 trong tổng số 145 nước thuộc bảng xếp hạng thường niên về sức mạnh quân sự. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn bị đánh giá quân sự yếu hơn Indonesia. Căn cứ vào số dân, tổng GDP của Indonesia đều hơn Việt Nam. Đặc biệt, Indonesia hiện đang là thành viên của G20. Nói vậy để thấy, có thể vũ khí của Indonesia nhiều hơn,
tốt hơn của Việt Nam. Quân đội của họ nhiều hơn bởi họ sở hữu dân số gần 300 triệu người, tức là gần gấp 3 Việt Nam. Tuy nhiên đó chỉ là yếu tố cần, nhưng chưa đủ. Vấn đề ở đây là sử dụng vũ khí ra sao, chiến lược cho lực lượng thế nào. Điểm mạnh của sức mạnh quân sự Việt Nam đó là học thuyết chiến tranh. Bởi thực tế, học thuyết này đã được kiểm chứng trong hàng trăm năm qua khi đối đầu và giành thắng lợi trước 3 cường quốc lớn trên thế giới. Còn về năng lực chiến tranh bảo vệ tổ quốc, có thể nói, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về khía cạnh này. Không có quốc gia nào trong khối ASEAN từng chinh chiến chống giặc ngoại xâm như Việt Nam. Khi có hơn 2.000 năm chống ngoại xâm với 19 cuộc quyết chiến chiến lược, tất cả kẻ thù khi ấy đều mạnh hơn Việt Nam nhưng đều phải nhận lấy thất bại khi đối đầu với con người Việt Nam. Tiếp theo là về kinh tế. Việt Nam được ví như là một con hổ kinh tế mới của châu Á. Có thể khẳng định là chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Quy mô nền kinh tế của Việt Nam đã tăng hơn 53 lần. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 28 lần sau gần 40 năm đổi mới. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt về vật chất và tinh thần. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm tới 60% vào đầu năm 1990 xuống còn 2,93% năm 2023. Việt Nam đã hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ, chỉ số phát triển con người nằm trong nhóm cao nhất trong số các nền kinh tế có cùng trình độ phát triển. Việt Nam hiện là mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực và là một trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới với mạng lưới 16 FTA đã ký kết và 3 FTA đang đàm phán. Năm 2023, tăng trưởng GDP đạt 5,05%, xuất siêu 28 tỷ đô la, thu hút FDI tăng trên 32%. Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Năm 2023, xuất khẩu 8,34 triệu tấn gạo, cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam trong những năm qua đã đầu tư mạnh vào công tác giáo dục đào tạo, kết quả là đang có được một hệ thống những nhân tài công nghệ xuất sắc trong các lĩnh vực phần mềm, lập trình và những công nhân có trình độ tay nghề ngày càng tiệm cận với trình độ của nhiều quốc gia. Các nhà đầu tư quốc tế dường như đang nhận thấy tiềm năng con người đang nở rộ tại Việt Nam và kể từ đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào đây đã tăng mạnh. Trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất và công nghệ cao. Thay vì trải đều vào cả lĩnh vực bất động sản như những năm trước, Việt Nam có đường hướng phát triển rõ ràng. Chính phủ chú trọng các hoạt động giáo dục, giúp thế hệ trẻ của Việt Nam được đào tạo bài bản, không thua gì nước ngoài. Việt Nam đầu tư rất nhiều vào hệ thống giáo dục, đồng thời đẩy mạnh huấn luyện giáo viên. Điều này rất quan trọng để Việt Nam có thể tận dụng những cơ hội mới khi nhân công cần phải có kiến thức, có số lượng lớn và hiểu được những mệnh lệnh phức tạp. Việt Nam đang làm rất tốt điều này. Trong khi Thái Lan, Indonesia, Malaysia lại không đảm bảo được nguồn nhân công có trình độ cao, thế hệ tiếp theo của Việt Nam đang tỏ ra rất hào hức học hỏi từ bên ngoài. Họ là những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao nhất châu Á và đã bắt đầu những hoạt động kinh doanh thậm chí còn chưa được hình thành. Tin chắc rằng sự phát triển kinh tế của Việt Nam chỉ mới bắt đầu. Việt Nam có thể nói là hình mẫu mà nhiều quốc gia muốn noi theo để phát triển trên mọi lĩnh vực. Như chúng ta cũng biết, Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi danh hàng đầu thế giới. Hãng cà phê đình đám này hiện có trụ sở chính ở thành phố Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, Starbucks đã xây dựng được cho mình hơn 23.000 quán cà phê ở 64 quốc gia. Có thể nói là thương hiệu cà phê này đi đến đâu cũng đều tạo nên một làn sóng càn quét đến đó, khiến cho các hãng cà phê nội địa phải sợ hãi, thất kinh. Chẳng nói đâu ra, ngay tại Thái Lan, Starbucks đã tạo nên một thủ phủ cho riêng mình, cùng với sự ưa chuộng mạnh mẽ của người dân nơi đây. Tuy nhiên, Việt Nam lại là một ngoại lệ đối với ông lớn Starbucks, chỉ chiếm 10% thị phần sau hơn 10 năm có mặt tại thị trường nội địa. Điều này đã tạo nên một làn sóng dư luận đa chiều với lý do tại sao Starbucks chiếm lĩnh Thái Lan nhưng lại thất thế trước Việt Nam. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua đoạn clip được đăng tải trên kênh YouTube của người Thái, nói về vấn đề nêu trên cùng với rất nhiều những bình luận kèm theo. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Các bạn thân mến, theo thống kê cho thấy tại Thái Lan hiện nay, Starbucks đã mở rộng thành công hệ thống hơn 400 cửa hàng trên toàn lãnh thổ. Nhưng tại Việt Nam, con số này chỉ trở nên khiêm tốn với khoảng 87 cửa hàng mà thôi. Kéo theo đó là doanh thu của Starbucks tại thị trường Thái Lan cao gấp hàng chục lần so với thị trường Việt Nam. Vì vậy, mới đây thì trên trang mạng Today, BizView của Thái Lan đã cho đăng tải một đoạn clip có tiêu đề "Tại sao Starbucks phát triển ở Thái Lan mà không thể đạt được thành công tương tự ở Việt Nam" với nội dung như sau.
Xin chào các bạn, đây là kênh Today Beat View. Hôm nay thì mình làm rõ một vấn đề đang gây tranh cãi là tại sao Starbucks lại sụp đổ hoàn toàn khi đến Việt Nam. Trong thập kỷ vừa qua, Starbucks đã trở thành biểu tượng của văn hóa cà phê toàn cầu, đặc biệt là tại Thái Lan, nơi mà thương hiệu này phát triển mạnh mẽ như một cơn bão. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Việt Nam, Starbucks đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể, khiến cho sự hiện diện của họ tại đây không thể bám vững. Một trong những lý do chính dẫn đến sự thất bại của Starbucks ở Việt Nam đó là sự tồn tại của nền văn hóa cà phê đặc sắc tại nơi đây. Như chúng ta cũng biết, cà phê Việt Nam nổi tiếng với hương vị đậm đà và thơm ngon, tạo nên một trải nghiệm không thể so sánh được. Điều này mang đến một thách thức lớn đối với Starbucks khi người Việt Nam thường có xu hướng ưa chuộng hương vị cà phê Robusta truyền thống. Còn Thái Lan thì không có cà phê ngon nên hầu hết mọi người đều thích Starbucks của châu Âu. Một yếu tố quan trọng khác chính là giá thành. Starbucks nổi tiếng với nguyên liệu chất lượng cao và không gian sang trọng, nhưng giá cả của họ lại quá đắt đỏ. Đặc biệt là khi so với thị trường Việt Nam, nơi mà cà phê giá rẻ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Sự chênh lệch này làm giảm khả năng chấp nhận của người dùng Việt Nam đối với Starbucks. Hay nói cách khác, với người dùng Việt, Starbucks thật không đáng để thưởng thức. Còn với người Thái, họ ít khi được uống cà phê ngon, nên họ lựa chọn chi số tiền lớn cho một ly cà phê Starbucks hạng sang. Và sau cùng, một yếu tố quan trọng nữa là thị hiếu của người Việt Nam khi thưởng thức cà phê. Họ thích sự truyền thống và văn hóa uống cà phê vỉa hè, mang tính đàm đạo cao, chứ không thích loại cà phê được biến tấu thành món đồ uống quá sang trọng. Vậy nên Starbucks với không gian hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp có thể không tạo ra sự thoải mái, gần gũi như mong đợi của người tiêu dùng Việt Nam. Kết quả là Starbucks đã làm nên kỳ tích ở Thái Lan nhưng lại thất bại tại Việt Nam. Ngay dưới clip trên thì có rất nhiều cư dân mạng Thái Lan đã để lại bình luận tán thành, như là bạn VS Vas 7172 nói là hương vị lạ và không hợp khẩu vị với người Việt, giá cả khó tiếp cận và đắt đỏ nhưng lại mang đến giá trị thấp hơn số tiền bỏ ra. Chính vì vậy, nó không có giá trị gì trong mắt người Việt cả. Hay như bạn Ja 8183 viết, cà phê Việt Nam ngon và chất lượng hơn Starbucks rất nhiều. Tôi đã từng đến Việt Nam và thử thưởng thức cà phê ở đây. Nó rất đáng để bạn phải đi và thử nhấm nháp một lần xem sao. Còn với bạn Gao Mark, anh bạn này cũng không tiếc lời tán thưởng dành cho cà phê Việt Nam như sau. Việt Nam là nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Các quán cà phê địa phương ở đây rất ngon, bổ và rẻ. Vậy thì Starbucks làm sao có thể cạnh tranh được cùng với một thương hiệu xa xỉ, nhưng có hương vị cà phê gỗ quá khác biệt. Ngoài ra giá cả của họ còn đắt hơn rất nhiều loại cà phê đậm đà ở đây. Nghe qua những bình luận trên có thể thấy, người dân Thái Lan thực sự khá am hiểu về cà phê Việt Nam và họ cũng có một cái nhìn khá công tâm về nó. Bởi vì quả thật là bên cạnh Starbucks, Việt Nam còn có rất nhiều thương hiệu cà phê nội địa rất được ưa chuộng như Highland Coffee, Trung Nguyên E-Coffee và Cà Phê Cộng đang chiếm lĩnh phần lớn thị trường trong nước. Và hầu hết những quán cà phê của những nhãn hàng này thì đều mang phong cách sang trọng, hiện đại, không thua kém gì Starbucks của Mỹ. Tuy nhiên họ lại có menu phong phú, phù hợp với khẩu vị của người Việt hơn. Nhưng mà có lẽ đặc sắc nhất vẫn là hàng chục ngàn những quán cà phê vỉa hè nằm cách nhau chỉ vài ba chục mét, có rất đông người thưởng thức vào các khung giờ sáng, trưa, chiều ở Việt Nam. Và đây là nơi mà mọi người vừa được nhâm nhi tách cà phê đậm đặc thơm ngon, lại vừa được trò chuyện rôm rả cùng bạn bè của mình. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí thư giãn, thoải mái, cũng rất là sảng khoái để mà người ta có thể quên đi hết mọi muộn phiền xung quanh. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải biết rằng giá một ly cà phê vỉa hè tại Việt Nam hiện chỉ dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng một ly. Còn nếu như các bạn thưởng thức tách cà phê bắt vị tại các cửa hàng sang trọng như Highland Coffee hoặc là Trung Nguyên E-Coffee thì giá thành cũng chỉ dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng một ly mà thôi. Nhưng nếu bạn đến Starbucks, bạn có thể phải bỏ ra tầm 100.000 đồng trở lên để thưởng thức được một tách cà phê có mùi vị kém xa so với loại cà phê Robusta truyền thống của người Việt. Vậy thì không có lý do gì mà người Việt Nam lại phải bỏ ra một số tiền quá đắt đỏ cho thương hiệu kể trên. Nhưng ngoài ra thì còn có rất nhiều lý do khác khiến cho Starbucks dậm chân tại chỗ khi đến Việt Nam được các cư dân mạng Thái Lan đề cập như sau. Người Việt có tinh thần dân tộc cao, thông minh và tiết kiệm giống người Trung Quốc. Đồng ý với quan điểm này là cư dân mạng có nickname Casper nói, chủ nghĩa dân tộc đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt Nam. Việc tiêu thụ cà phê địa phương được xem như là cách mà họ giúp cho người nông dân nước mình có thêm thu nhập và việc làm để nuôi sống bản thân. Vâng, quả thật là những gì mà các cư dân mạng kể trên nói là không hề sai. Người Việt Nam luôn có tinh thần tự hào dân tộc cao, do đó mọi người luôn hướng đến những thứ gắn liền với đất nước của mình. Và một trong số đó chính là văn hóa thưởng thức cà phê độc nhất song hành với các hàng quán vỉa hè hoặc là những thương hiệu cà phê nội địa nổi danh.
Hơn nữa thì người Việt Nam còn có tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, khá là mạnh mẽ. Minh chứng là trong suốt thời gian qua đã có rất nhiều những đợt người dân cùng nhau chung tay giải cứu khoai lang, củ sắn, dưa hấu và cả thanh long nội địa bị rớt giá thê thảm. Đối với cà phê cũng thế, người Việt Nam cũng có tinh thần bảo trợ tối đa bằng cách ưa chuộng sử dụng cà phê Việt như là một hình thức ủng hộ đối với người nông dân nước mình khi mà nó được trồng trọt, thu hái và chế biến hoàn toàn tại Việt Nam. Từ chính ý thức dân tộc ấy thì người dân Việt Nam đã tự xây dựng nên một hàng rào chắn cho vương quốc cà phê của riêng mình. Bất kỳ một thương hiệu ngoại nhập nào muốn phá thủng hàng rào thép thì ngoài hương vị thơm ngon, vừa miệng và giá cả phải chăng ra, còn phải làm sao để mình trở nên Việt hóa, để người dân nơi đây dễ dàng đón nhận cho bản thân. Nhưng đáng tiếc là Starbucks lại chưa thể nào làm tốt những điều vừa kể trên. Họ vẫn đang khư khư giữ lấy bản sắc của riêng mình khi sử dụng loại nguyên liệu đắt đỏ, giá cao nhưng lại không hợp với vị của người Việt. Thêm vào đó, không gian quán cà phê của Starbucks còn được thiết kế sang trọng, hiện đại, ít gần gũi so với đại đa số người Việt Nam, khiến cho người ta cho rằng đây là thứ không dành cho số đông. Nó chỉ phù hợp với tầng lớp doanh nhân thành đạt, những người giàu có, kiếm được thu nhập cao. Vậy nên thiết nghĩ các thương hiệu ngoại nhập khác nên lấy Starbucks làm gương để tránh đi vào vết xe đổ của ông lớn. Họ nên nghiên cứu thị trường thật kỹ lưỡng để đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp nếu muốn nhận được sự ủng hộ của đại đa số người Việt Nam.